Đã bao lâu rồi bạn mất tự do? Có bao giờ bạn đã tự hỏi bản thân là đã bao lâu rồi mình không được tự do hay không? Và bây giờ là intro. Chào mừng đồng bào đến với chương sau hơi bị nhiều chấm bi. Đây không phải là một lớp học đạo đức hay cũng chả nói cái đạo lý gì đây cả, mà đây chỉ là những câu chuyện lộn xộn ở một cái màn đêm như thế này. Nó có rất nhiều thứ lung linh mà những cái thằng mà thải ma mắt kiến mới thấy được sự lung linh đó. Thế nên những thằng đeo kiến thì lâu lâu nó cũng phải bỏ kiến ra để nó nhìn mọi thứ nó tròn xoe. Có những thằng nhìn zombie, có những thằng thì nhìn nó dính nùi với một chỗ. Thế nên bản thân mình chẳng bao giờ cần phải làm rõ bất cứ chuyện gì cả. Giống như chuyện tình yêu ha, tình yêu nói đến như có gì đâu, một buổi chiều anh cùng em ra chỗ cầu tiêu làm gì đó không nói đâu. Đơn giản giống như kiểu em cảm ơn anh ấy, quên, em cảm ơn chị đã tặng anh ấy cho em. Và anh cũng cảm ơn một thằng nào đó đã tặng em cho anh. Tất cả chúng ta đều là những thứ đồ remake thôi. Cho nên cứ thoải mái mà sống đi. Lòng vòng làm cái gì? Mến thì đến với nhau. Không mến thì thôi. Một khi mà đã không tử tế được với nhau thì cứ bình thường thôi. Phía sau kia cách đây khoảng 2-3 cây số thôi có nhà cô bạn của mình ở đó, và đến hiện tại bây giờ thì tụi mình vẫn cứ lâu lâu thôi chứ cũng không thường xuyên lắm, vẫn cứ nhắn tin. Nhưng đặc biệt ở một chỗ là mỗi khi mà nhắn tin một cái là y như rằng sẽ có một cái chuyện gì đó xảy ra. Và câu hỏi duy nhất, mày vẫn ổn? Tụi mình gọi nhau là tao mày tại vì bằng tuổi. Nếu mày thích thì mày cứ làm đi, nếu đó là hạnh phúc của mày, tao là thằng chúc phúc cho mày. Và nếu đó là một cái điều gì đó bất hạnh đối với mày, hoặc là một cái sai lầm gì đó, hoặc là một cái lỡ lầm gì đó, hoặc cái bồng bột gì đó, thì lại còn tao và mày ngồi nói chuyện. Thấy cuộc sống vui không? Đó, mình cũng chả phải là tử tế với nhau nữa, chẳng có phải là tôn trọng nữa, mà đó là bình thường. Bình thường là nó như vậy á, chứ không phải là một điều gì đó nó chia sẻ, nó trong xa, nó sâu xa, nó sâu sắc, nó hơi bị khó hiểu đâu. Cho nên khi không còn là gì của nhau nữa thì cũng bình thường, nhau còn bình thường với những người bạn. Bạn là bạn, tôi là tôi, bạn cần thì ở tôi có mặt, bạn không cần thì thôi, tôi vẫn còn cuộc sống của tôi. Khi mình nhìn nhận mọi thứ nó giống như là một món quà của cuộc sống này ban tặng thôi. Tất cả những điều xấu, điều tốt, những điều hay, điều dở đều là những món quà cho bạn hết. Đừng có nghĩ nó xấu là nó không phải là món quà, nó không tốt, nó không phải là món quà, mà chính đó là cái món quà gọi là cơ hội dành cho bạn, một cái cơ hội mới. Nó giống như kiểu mà ngày mai là một cơ hội mới dành cho bạn thì ngày mai để ngày mai tính, nhưng vấn đề tối nay mình cứ phải đứng đây làm tiếp và phía sau rất là đẹp. Nó chỉ là những câu chuyện đơn giản không đầu không cuối. Mình đã từng hứa với lòng mà không quay lại Sài Gòn nữa, cách đây 3 năm, 3 năm đó, hơn hơn gần gần 3 năm thì mình đã từng không đã từng tự nhủ bản thân là thôi không quay lại Sài Gòn.
đó. Nó chẳng có gì vui cả. Như rồi một ngày đẹp trời, mình lại quay lại Sài Gòn. Và tạo hóa lại cho mình một món quà. Và đến bây giờ thì mình nghĩ là bản thân đã sống trọn vẹn, đã nâng niu món quà đó. Thế nên khi mà gọi là hết hạn sử dụng đi thì thôi, mình hết hạn sử dụng thì thôi, mình lại tạo ra những cái gì đó mới mẻ cho mình. Khi mà ai đó chọi cho bạn một cái ổ mắm tôm, chạy đi kiếm thêm ít chanh, ít đường, rồi ít mỡ nữa phi lên, trời ơi bà cháy bỏ chẹt luôn, thêm miếng ớt thôi, cay cay cay. Cứ nhìn nhận mọi thứ như một món quà thì cuộc sống này nó rất là thú vị đấy, nó thú vị giống như những cái clip của mình. Và khi mà các bạn xem sẽ không biết được là tập tiếp theo mình sẽ làm cái gì đâu. Ngay cả bản thân mình cũng không biết mình sẽ làm cái gì nữa mà. Mình chỉ làm những cái gì mình nghĩ thôi, ngày mai mình nghĩ cái gì mình làm cái đó. Nội dung làm gì, kịch bản làm gì, những cái thứ đó để dành cho phim, để dành cho những cái hay ho, để dành cho những cái nghiêm túc thôi. Còn đây đâu phải là một cái gì đó nghiêm túc, đây đâu phải là lớp học đạo đức, cũng đâu có nói đạo lý gì đây đâu. Nên đừng có đánh giá những cái lạc mắt mệt show coi mắt mệt nha. Thừa lắm luôn á, ta đã nói mắt mệt rồi mà đừng có coi, coi mắt mệt lắm luôn á. Nhưng mà đã coi xong rồi thì nhớ xe cái chả vui. Đó là giây phút bạn tự tế với bản thân bạn, là dẹp bỏ hết những nguyên tắc bình thường đi, dẹp hết. Bình thường là gì? Tới giờ thì ăn cơm, không, ở đây đói là ăn à, mà không đói là không ăn. Vậy thôi, suy nghĩ làm gì nhiều. Sáng sớm dậy cứ sọt vô đôi dép vô toilet ngồi, anh Facebook một xíu. Tâm hồn mình là rất là nói về cái sắp tới của cái công việc của mình ha. Mình cũng tạo ra những cái clip hay ho này cho mọi người thôi. Nhưng mà nó không phải là mắc mệt nữa, mà nó là trải nghiệm cuộc sống. Có thể mình là cái nhân vật để trải nghiệm, hoặc có thể mình là người đứng sau kính, nhưng dù trước dù sau thì mình vẫn cố gắng đưa đến cho mọi người những cái khung hình, những cái câu chuyện, những khung hình đẹp nhất và những câu chuyện thật nhất về những con người, những công việc mà mình muốn làm, mình muốn trải nghiệm. Thực ra thì mình cũng làm rất là nhiều nghề rồi, chứ không phải là một cái nghề phim gì đâu. Nghề phim, nhưng nghề phim là cái nghề mà mình gắn bó lâu nhất và đầu tư cho nó nhiều nhất. Tiền cũng có, kiến thức cũng có, kinh nghiệm cũng có. Và cái nghề này là cái nghề góp nhặt của tất cả cái nghề mình đã là trải qua, tức là từ một thằng làm dây chai móc bọc á, rồi đến thợ sửa xe máy, rồi đến thợ máy đi biển, rồi đến cái gì nữa ta, một chú bộ đội, okay, một chú bộ đội, rồi chú bộ đội của mình là làm về xây dựng, giống như mấy ông công nhân, một bác tài lái xe tải. Mình sẽ thử nghiệm, mình sẽ thử trải nghiệm tất cả các công việc ở trong đất nước Việt Nam này, mà và mình chỉ làm những cái công việc mà mình thích thôi, mình sẽ trải nghiệm những công việc nào mình thích thôi. Thế nên nhớ đăng ký rồi nhưng mà phải nhấn nút cái chuông, chọn thông báo tất cả thì mới nhận được những cái clip hay ho như vậy. Chứ đừng coi những cái clip mắc mệt lắm. Ngày bản thân tôi cũng mệt nữa. Thế thôi, bây giờ mệt rồi, phải đi về đi ngủ thôi, đứng ở đây nói cả đêm cũng mệt lắm. Bye bye và hẹn gặp lại ở một cái clip sau.